Ngày 10 tháng 3, đội cảnh sát hình sự công an quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng cho biết đang khẩn trương truy xét nhóm thanh niên trộm gà và đánh trọng thương chủ nhà khi bị phát hiện. Theo thông tin ban đầu, sáng 5 tháng 3, em NPN 19 tuổi, trú phường Hòa Khánh Nam đang học bài ở nhà thì phát hiện có người vào nhà bắt trộm gà của ông nội. Phát hiện sự việc, em N đã báo cho bố mình là ông Nguyễn Phước Ngà, 44 tuổi, ra truy hô. Bị phát hiện, nhóm trộm gà lập tức dùng bồ cào sắt, loại dùng để cào lúa, lao tới tấn công ông Ngà. Bị đánh, ông Ngà đã dùng gậy chống trả. Tuy nhiên nhóm thanh niên này đã không bỏ chạy mà tiếp tục lao vào tấn công. Ông Ngà sau đó bị nhóm thanh niên bổ bồ cào trúng đầu, gục tại chỗ. Khi thấy nạn nhân không còn khả năng chống trả, nhóm thanh niên trên đã lấy gà rồi lên xe máy tẩu thoát khỏi hiện trường. Sau khi tiếp nhận vụ việc, đội cảnh sát hình sự công an quận Liên Chiểu đã vào cuộc điều tra, truy tìm thủ phạm để xử lý theo quy định.